Lâm nhảy xuống đi, đến 6 nào. Làm cái clip nào. Mất cái giấc. Ấy, cô nhảy lên. Anh nhảy. Lên được mô, hắn lại dưới, hỏi cái chân dưới. Nãy vườn hôm qua lúc lùa. Cái này là mùa đông không lạnh. Trời mùa đông. Xuống đi, lấy độ. Chạy nó mò lên được rồi, hắn chạy nó. Nè, con đi vào bốn chân nhá. Thì bốn chân thì khả năng là phải bố cục. Con này có 3 chân, 2 chân rưỡi. Cái con anh nhá. Mới phối xong chứ mẹ nhảy cao thế thì xáo sư đi. Hắn có đến gần ngày đĩa đây sợ xáo chứ luôn. Mà cái loại ba chân đi giờ mà lên là ra ngoài đây là vẫn khả năng bắt được dễ hơn. Đúng rồi, hắn chạy không nhanh được. Thì nãy giờ hắn nguồn mấy vòng, bao nhiêu vòng cũng đùi, mệt rồi. Ồ, cũng mẹ lên trên kia kìa. Đứa đang bơm nước ra. Nó chứ. Sướng, á đổi hướng. Thường cuộn theo trước chất bên mã luôn thì trước cơ toác mấy bảng thịt to à. Đúng không? Đúng thuận sơ sơ bắt đầu nó thả vô. Đây này. Tuấn tôi cũng tuấn tại nhóm gì? Mệt. Cứ mệt hẳn thì nó mới chịu. Không lên được mà cao như lên được. Bốn chân mới lên được, ba chân thì cái khả năng là khó. Khó lên đây lắm. Lùi mà chạy không nhanh là không kịp. Quay lại là đặt lên trên. Ờ. Như mình đã dính. Bóc mái miệng dính. Ôi, qua rồi. Chạy lên tí rồi. Phải cho lên trước này, cho lên trước hắn một đoạn, xong đấy là đợi lên đen. Di di một đảo, xong quay lại. Cơi quẩn lên. Hắn lại dìm cho mẹ xuống. Mấy thằng xuống đánh cá mà thả thở ông hồng hồng kìa. Lên đạn đã sẵn ở trên nữa đi. Thả. Cái mẹ anh. Rồi.
Dòng 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 lên xong là lấy cái chim kêu cho cái lồng như này được đấy. Đó rồi. Chứ đứng như thế mà mở cửa. Thế chi chuẩn lên được bờ. Kéo lên được không? Kéo lên 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 lụa chưa? Kéo lên chuồng ngay. Xuống ngay người ở cái chân sau lên. Đây. Dứt cua lên đi. Cua lòng ngao đi. Cua lòng. Cua chuồng hẳn lòng xuống ao. Này, cua lòng ngay. Này, lòng ngay không to được. Này, lòng ngay. Chứ cái lòng mới lên thì khá mồm đó. Chắc còn hơn là nếu vô được lòng. Tính đầu người. Ông này ông đánh biết thằng lọ. Ông thằng này ông chết chắc. Buộc lấy cái nút. Nó sát hồ cái nút là nó không được. Nó đang thích chứ nè. Đấy. 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 Đối rồi, sầu gì lắm. Rồi em xuống là chết. Đưa cho ông Tuấn được là ông kheo chưa? Kheo chúng ta là ông tắc thở. Nâng sau. Lấy hẳn ra mà lấy nước mình lôi. Chứ đứng như đầu này lấy chi lôi. Lấy hẳn ra lấy cái dây cái tòa của những người đi đánh ngôi buộc bên này. Lựa mẽn cái dây chúng tôi ấy là khuỷu cổ buộc cái đầu dây sang bên đây, hai người trên kéo này. Cái sào dài chứ ông ai đứng như đứa mà nâng. Nhà con gái rồi cái sào nữa. Đúng không? Kiểu đố rồi. Ai con này cái nó hơi nặng đấy nha, đi nó lên được rồi. Anh rồi vậy để im đi buộc mở ra buộc cái đầu dây là em kéo hỗ trợ ở đây nữa mới lên được. Mở cái que ông lại mới rồi.
lừa lừa quấn lừa lừa đẩy que ra cầm ra của con đấy đã cứ từ từ cho nó quệt ra ngạt thở đi em chạy đi mua được không mà người ngóc đây đi thôi đi giờ để nó lỏng hàn thêm mũi chuột nãy đi mẹ em đi muốn vậy em mở mẹ ăn thế mà chào với một dầu ni nó cứ lên được à anh ta kêu cái mồm to nhỉ hoặc mũi chuột con tê rất bên má luôn cái con tê toác mới gớm hơn này đại nguyên một cái máu chảy kinh mỗi cái hồ cục máu quen này vẫn bố hơn như mùi thế nhỉ quen này có cái ngoắc lấy được không lấy cái bẹ chuối buộc ra nào giờ bò đưa cái đây hai mẹ mà cái em ngồi chợ đâu đi vòng đi là vô dọ thì là an toàn rồi nhưng mà vấn đề là chờ đứa lên kiếm thêm cái dây kìm cái buổi em đó mà kìm lên được á đấy mẹ cái đầu nó bằng liệng như mình nâng em được ông Tuấn thì thấp từ đây lúc lên bờ ông Tuấn ông thấp chứ đứng thế thấp chứ làm sao mà nâng lên được người kia chịu được người dưới chịu được không nhưng mà bùn trơn mà lại thấp hơn mình đi vô đi lấy thêm cho ông tím chạy lấy cho đi cứ lấy em dưới cho mà giữ bàn chì nó chạy thì mồn vô lấy thêm cho đi đây mà có đòn ngon ngon lấy ra đây luôn đấy trơn cái đòn khô ạ giờ lấy kéo luôn cái chiếc kéo ở đây mà xuống ạ đúng rồi đó mỗi khi dây vô nhà mình sợ hắn vào vô lòng rồi mình sợ hắn phút cổ thôi phát cái mồm to nha sợ mình không lắm không mà con đi là hắn đỡ ra hắn đau chân nó không ngồi xa được nhưng mà không đứng lại đào sở chồng cây mà đứng lại là cấp độ mình lúc em thấy hồ cọc em chào lên cái mũi còn em thấy em lao tiêu lại đây em chào cái mũi còn thì tư thế còn còn trước bắt được bình thuận ra cái cửa con lùa với bá đạo có đủ chân muốn chân đúng không ạ đúng không ạ để bác xuống bác vứt mẹ dậy đi bác lồng em được đi xuống bên dưới để em đứng cái đầu bạn em đứng cái đầu này bác lồng nữa tôi chỉ cái đít thì mới có thế mà đưa lên lồng qua cái đít hắn ạ cái đít lỏng mà với cốt thế mà kéo lên chứ kéo như thế này nè một cái dây kéo bên đây hai bên bác không bác phải buộc cái này xuống đứa có thể là cái đầu đứa nó ra bác được cái lưới đưa lưới xuống đít thôi tại không cần thì phải buộc có đứa bác đưa đít thì cầm mới kéo lên thôi mà quạt ngay tròn này. Từ quay à. Mà nhẹ chân lợn trắng nó cũng hai tạ con chó lông một chuỗi này. Chó không lâu đó. Lấy xong này nọ. Con này chắc là không bị ghé đâu. Con đi về em tha hồ lên núi chơi.
Con đi mà ở chỗ nhà Lâm mà sống là đi mất tích luôn rồi. Đi mà đi lên núi nào ai cũng đi. Ờ thế lên núi thành lượng làm gì cũng đi. Chứ nãy giờ luôn là mất tích. Đang mà mở cái dây ở cổ này. Mày mới rào hết cỡ mấy hạt rồi. Mấy rào không được. Không rào thì còn lâu. Tao cũng còn lâu không biết là đây nè. Tưởng đi đồng sở nó nhát rồi. Nó định nhát rồi chứ. Nhát là mà nhát có khi là rào nó yếu rồi gà co trượt qua được. Nó lại không nhảy được không? Thế lại không em nó nhảy ra cái gì? À chứ. Cái khung cao, cái cao tít lên này này. Lưới à hay gì? Cái khung đó, khung trùng mới đó. Hắn lọt cái răng bắn nhảy qua. Nhảy hắn qua luôn chứ, nó nhảy lên hơn 2 mét. Quả trường cũng có 2 chân. 3 chân. Ở một chân này tính là chân giữa thôi. Hai chân dưới. Chân dưới. Để sức bật luôn. Con đi giờ cứ bỏ lòng thôi, đơn giản. Qua wow, đây được tiền khó chắc. Có vần thì em đau. Nó bị bẹt. Chết ở nữa mà nó to miếng nhìn thương. Mẹ tôi kiếm một bà Trần về hiền đỡ nhãi. Đúng là bà Trần nhãi hơn cái con kia. Móng sau có mẹ còn nhìn mấy cái móng hư hết rồi. Móng hư hết rồi. Một cái móng cái dòng dưới phòng tuyên nguyên đặt. Không phải dòng một kiểu hắn bị hắn không có cái chi chủ á. Đúng rồi. Hắn một chân rồi mấy chân tiên chủ đâm ra hắn. Hắn lại phải bám nhiều hơn, bám hơn nó ngon hơn. Cái mài đất cái gối dưới thôi. Thị trường như phần tuyên nguyên này, 4 tuần móng dưới rồi. Tất nhiên là so với các dòng khác là móng vẫn ngắn. Cái chân cứ bẹt như vậy. Ngắn máu dòng nhìn phần tuyên nguyên là cái bộ lông. Vôm nó đẹp chứ không. Mà thịt dày. Thịt dày cứt, da với xương không, máu, thịt mua da loại đi. Cái này mà thịt da thì... Con thái mỏng mà, con nhúng là cái chi thì còn mai còn ăn được. Nhúng lẩu. Cái da mà thái là chịu. À, cái đang luồng rồi thì quay. Còn trước thì quay nhờ. Trước sợ mẹ đi. Mà theo em nghĩ là cũng không phải...